Rồi, chào các bạn. Như đã hứa thì 10 giờ rưỡi mỗi ngày anh Phi sẽ cố gắng, anh Phi mở một cái phiên live về cái câu chuyện hàng ngày của chúng ta. Một là về vấn đề đóng hàng, hai là về vấn đề hàng hóa tại Abo, ba là những vấn đề chung nha. Những vấn đề chung thì ở đây là những cái câu chuyện về giao hàng hay là những cái câu chuyện nói chung về Yoyo. Thì ngày hôm nay thì anh Phi đang tách hợp mấy cái hàng này các bạn. Đây là một cái bộ xe, nó gồm có 6 chiếc xe trớn bánh đà ha. Hình thức của nó là những con zombie. Bánh đà là như vậy nè các bạn. Ở trong này nó có một cái bánh nặng ở trong này nè, là những cái miếng thép ở trong này. Khi các bạn xoay như vậy nè là nó sẽ chạy đà ở trong, nó dùng cái sức nặng của nó để nó duy trì cái lực quay nha, nó duy trì cái lực quay để nó tiếp tục chạy sau khi các bạn bỏ nó xuống nha. Dạ, chẳng hạn như khi các bạn chạy tới để lùi nè, khi các bạn chạy tới thì buông ra là nó chạy ha. Tại sao anh Phi lấy cái này để làm ví dụ cho bắt đầu cho cái buổi live ngày hôm nay? Bởi vì đơn giản là cái bánh đà này, cái lực quán tính này nó có cái gần giống với lại yo-yo của chúng ta. Khi các bạn quăng xuống và với cái lực nặng của nó sẽ tiếp tục quay, nó sẽ tiếp tục quay. Tại sao nó tiếp tục quay và tại sao nó không tiếp tục quay? Chẳng hạn như với con yo-yo 2A ly hợp thì nó lại không tiếp tục quay mà nó sẽ quay trở lên. Bởi vì khi các bạn quăng nhẹ là hai cái bộ phận mà để cho nó bắt cái ti á, nó không bung ra được. Và khi nó không đủ lực bung ra thì nó sẽ quay ngược trở lên. Nó quay ngược trở lên do dây nó được được neo vào cái trục rồi. Là nó quay ngược trở lên. Đó là cái cơ cấu, cái cấu trúc của nó. Và nó sử dụng lực quán tính để tiếp tục nó quay. Và yo-yo cũng vậy các bạn. Khi hai cái mảnh ở phía ngoài nó được độc lập, nó quay độc lập với lại cái trục ở phía bên trong thông qua cái bạc đạn thì nó sẽ tiếp tục quay từ lực quán tính. Tại sao anh Phi nói từ lực quán tính? Tại sao anh Phi nói về cái câu chuyện này? Bởi vì cái lực quán tính này nó rất là quan trọng trong cái chuyện các bạn nhận thức, nhận dạng cái phương thức cấp lực, nó gọi là cái phương thức hoặc là cái nguồn ha, cái nguồn cấp lực. Giống như các bạn đi xe đạp thì các bạn phải đạp chiếc xe nó mới chạy. Giống như các bạn đi xe đạp điện thì các bạn phải cung cấp được cho cái motor một cái nguồn điện thì nó mới chạy, chiếc xe nó mới quay. Hay các bạn đi từ cái xe xăng thì các bạn phải đổ xăng, rồi từ xăng đó nó mới phát sinh lực, nó truyền qua cái máy và từ cái máy đó nó mới đi ra cái bánh xe để nó quay. Vậy thôi, với cái phương thức cấp lực liên tục như vậy thì nó như thế nào? Và với phương thức cấp lực một lần để cái motor các bạn để cho cái yo-yo của các bạn nó quay thì sẽ phải như thế nào? Vậy thì nó sẽ hình thành nên một cái gọi là cái thời gian ngủ của yo-yo. Khi quăng xuống nó duy trì cái lực đó. Vậy thì nó phụ thuộc vào điều gì? Một là độ cân bằng của hai cái miếng yo-yo, nó không chênh lệch nhau về lực. Cái thứ hai, trục giữa nó phải nối làm sao để cho chuẩn. Thứ ba là cái ổ bi, cái mặt ổ bạc đạn á, nó làm sao để phải cái bạc đạn phải hoạt động trơn tru và cái bạc đạn phải kết nối vào đó một cách chuẩn mực. Và cái thứ tư á, là các bạn phải kết nối dây vô như thế nào để nó đừng có vướng. Cái thứ năm là chính với vấn đề về bass. Và vấn đề về bass là cái vấn đề mà anh Phi sẽ tiếp tục câu chuyện phía sau. Bởi vì trước cái phiên live này có một bạn hỏi anh Phi như sau. Hôm trước con yo-yo của con là con không nhại, con chơi thời gian nó nhại và con thay bass được không chú? Được, chú trả lời là được. Bởi vì cái con yo-yo đó là chính là chú là người gửi cho bạn. Chính chú là người gửi cho bạn và cũng chính chú đóng đơn của bạn, cho nên chú biết trong đó nó có cái gì. Nó có một cái cặp bass phổ thông đó mà. Có cặp bass phổ thông nha. Nó có cặp bass phổ thông thì cặp bass phổ thông này làm được cái gì? Chú Phi sẽ mượn ra đây một cái bàn quay sản phẩm của chú và chú sẽ nói thêm về cái bát này. Mà thật sự ra mà nói á, chú có chat vui với bạn mà cũng là chat thật luôn. Câu đó cũng là thật mà cuộc câu đó cũng là vui. Chú chat với bạn như thế này: các bạn thật khó chịu, thiệt là khó chịu luôn. Bởi vì sao chú Phi báo là các bạn khó chịu? Bởi vì khi chú Phi gửi cho các bạn một con yo-yo không nhạy dây nhưng nó dùng cái bát ô đi đây, nó dùng cái bát ô đi, cái bát ô đi này nó phải có cái gì trên đời này nó cũng cấu tạo đó các bạn, nó cấu tạo từ cái này, nó cấu tạo từ cái kia và từ cái cấu tạo đó nó sẽ đi ra cái đặc tính của sản phẩm.
Chẳng hạn như cái bát này nó làm từ cao su và nó rất là dẻo và nó rất là mềm, cũng như nó rất là bền. Nói về cao su nó sẽ là như vậy. Đây, đây cái bát nó sẽ là như thế này. Cho nên là cái khả năng nhạy cái ống dây này, cái khả năng rít ống dây này nè, nó tốt hơn nhiều so với cái bát phổ thông. Nó tốt hơn nhiều so với cái bát phổ thông này nha. Bởi vì nó tốt hơn nhiều cho nên đôi khi nó có một cái gì đó nó nhạy nhạy. Rồi tiếp tục. Do cái bát này nó sử dụng một cái phương pháp, một cái tiêu chí của nó là thay bát được, cho nên nó sẽ không có dán keo ở phía dưới. Còn này có keo nè, thằng này dán xuống cái là muốn gỡ ra là phải nại, dùng vít vít đồ nhọn nại lên rồi xong rồi phải vệ sinh cái ổ bát cho sạch rồi mới gắn bát khác được. Còn thằng này chỉ cần móc lên là xong rồi, dùng ngón tay móc lên hoặc vịt nhọn móc lên cái là xong, mà nó không có bất kỳ cái gì ở phía dưới này hết. Cho nên tại sao anh Phi giải thích cho tới mức độ này, bởi vì chú Phi dùng một cái vật nhọn nè, cái cây vít nhọn của chú nại nó ra nè, lấy ra nè, thấy không, không hề có một miếng keo nào ở trong này đâu nè, nó sạch trơn nè. Ai đã từng chơi qua yo-yo rồi các bạn sẽ hiểu được câu chuyện khi thay cái bát này vô đây, dán vô một thời gian sau lấy ra keo không ở trong này. Có người còn không biết cách để lấy ra nữa đó, không biết cách để lấy keo ra, là cứ đè bát mới vô, rồi cái lớp keo ở trong nó độn lên, nhìn cái bát, nhìn cái ổ bát nó xấu quá à. Đơn giản có dầu vô chích vô đây, xong rồi lấy tăm sữa răng bẻ một cái đầu nhọn nó đi, xuẩn từ từ, cái dầu đó nó giúp cho cái keo không có dính lại trong ổ bát. Rồi sau đó làm cho sạch xong, đưa khăn giấy khô vào, lấy cái cây tăm đó đẩy một vòng cho nó thiệt là sạch, rồi sau đó mới gắn bát mới vào. Cái đó là cái câu chuyện về kỹ năng của các bạn. Nhưng mà đôi khi có những bạn chơi nhưng không có thèm quan tâm tới kỹ năng, cứ hả họng trời không à. À, như thế nào các bạn, như thế nào? Bởi vì anh Phi mới hiểu, chú Phi bây giờ chú Phi mới hiểu là tại sao có những anh chị hướng dẫn vô cho các bạn, hướng dẫn cho các bạn thời gian là anh chị đâm quạo và không muốn chia sẻ nữa luôn, và không muốn chia sẻ nữa. Bởi vì sao? Bởi vì các bạn học hỏi kiểu lạ lắm, hỏi và học, mà cứ đè hỏi và học thôi chứ không có yếu tố tự học. Tự học là gì? Hiện nay thời gian này là thời gian, hiện nay cái thời này là cái thời gõ ra thông tin, mà tối ngày cứ hả này sao. Cho nên thú thật với các bạn, có rất là nhiều điều chú cần chia sẻ với các bạn, nhưng các bạn đôi khi các bạn không có chịu học, các bạn cứ là mở mắt ra hay mở miệng ra là đi hỏi thôi, mà hỏi nhiều khi trả lời còn không chịu nghe nữa kìa, hỏi xong mới chạy đi đâu cái con hồn quay lại hỏi lại, trả lời tiếp thì đâm ra trả lời 2 lần 3 lần, những bạn khác lại mất thời gian. Không trả lời thì bạn nói là không quan tâm tới bạn, không quan tâm câu hỏi của bạn, bơ bạn. Nó ra cái câu chuyện vậy đó. À, thì quay trở lại câu chuyện, khi thay cái bát, chơi với cái bát này nó vẫn nhạy nhạy một chút xíu. Cho nên luôn luôn với yo-yo oldie, chú Phi luôn có một cái thanh, nó gọi là cái thanh tạm theo chú Phi thôi nha. Còn các bạn khác nói ông Phi cũng làm chuyện này là chuyện nhảm nè. Đây, nó có một cái thanh như thế này, nó thành như thế này, ở đây là điểm cân bằng, nó đi về bên phải này là nhạy, nhạy dây á, còn bên này là không nhạy, được chưa, không nhạy. Những con như thế này khi nhà sản xuất họ bán ra là trong này nó có cặp bát không nhạy thì nó thiên về nhạy, nó thiên 100% về nhạy luôn. Nhưng những con như thế này các bạn đừng nói nó không nhạy hoàn toàn, tại vì đơn giản chú Phi test qua rồi và rất nhiều lần là nó nhạy và nó nằm ở 9.5 thôi, chứ nó không hề là 10. Cho nên chú Phi mới gửi cặp bát này đi cho các bạn để nó trở thành 10. Nhưng khi thay vào chơi, các bạn lại viết cho anh Phi cái câu vậy, khi thay vào nó không có nhạy dây, khó lên dây quá chú, khó lên dây quá. Vậy chú khuyên các bạn nên chơi qua những cái dòng chuyên nghiệp cao cấp, thiệt cao cấp đi. Và ở đây có bạn Cường, anh Cường là người từng chơi qua tất cả các dòng yo-yo. Những con yo-yo thật sự cao cấp nó có phải tuyệt đối không nhạy không, hay là nó tuyệt đối là nó cũng nhạy nhạy một chút xíu đó. Bạn Cường giúp anh Phi nè, con này khi vô dây nó không phải chuyện đơn giản đâu. Vô dây nó các bạn phải tạo một cái ổ bát tương đối, chứ không vô dây theo kiểu bình thường nè, thả nó không dính đâu. Thì ở đây đang nói tới là kỹ năng. Với một cặp bát phổ thông thông thường nó chìm sâu trong cái ổ bát thì đương nhiên cái chuyện vô dây nó sẽ khó hơn cái chuyện mà hít thu vô, nó sẽ khó hơn cái chuyện mà cái bát chuẩn của Ode. Hai con này thì đều là không nhạy dây, sử dụng cặp bát trắng sữa của Ode,
nhưng con này đã được hai bát 19 phổ thông rồi. Thì đây các bạn vô dây thông thường á, nhiều khi nó không lên đâu nè. Vậy thì chúng ta phải làm sao? Chúng ta nâng cái kỹ thuật vô dây của vô chú Phi vô được. Trình của chú Phi chỉ lớp 1, lớp 2 đối với vô thôi, chú Phi vẫn là new buy, chú Phi không có chơi cao cấp, nhưng chú Phi còn vẫn là người vô dây được mà. Các bạn thấy không, nó đơn giản. Cái kỹ thuật vô dây của chúng ta thôi, cái kỹ thuật buông cái tay này nè, cái kỹ thuật hút tay này nè. À, chơi thời gian các bạn sẽ quen đâu. Cái cặp bát này, cặp bát phổ thông nè, chú Phi làm được, chú Phi chơi được, chú Phi mới gửi cho các bạn đó. Nhưng những cái cách phản hồi của các bạn làm mà chú Phi cảm thấy là công thức của chú Phi nó bị đem đổ sông đổ biển hết trơn à, nó đổ sông đổ biển hết trơn luôn á. Thiệt à, tôi biết là con vô này nó sẽ nhại nhại chút xíu, tôi cố gắng tôi đem những cặp bát này về đó, rồi tôi gửi thêm cho một số bạn chơi về vô để đánh giá thêm coi có bỏ vô đây được hay không, sau khi bỏ vô có vô dây được hay không, có lên dây được tôi mới gửi đi tặng cho các bạn. Cái này tặng không có tính toán gì đâu, để cho các bạn trải nghiệm thêm nè. Ngay cả con này là con nhại dây nè, mà chú Huy đã thay một cặp bát thông thường rồi nè, nó chìm sâu xuống nè. Cái này với những con với cái xếp như vậy, chỉ có cách dìm sâu cái bát này xuống nó mới trở thành không nhại dây tuyệt đối thôi, chứ không có cách nào khác hết đó các bạn, không có cách nào khác hết đó. Rồi khi chơi thì sao, chắc chắn thì nó chìm xuống thì chắc chắn là nó khó vô dây, nó khó nhại dây, thì mình phải tập cái kỹ thuật người ta làm được thì mình làm được. Còn những con như thế này nó có nhại nhại một chút xíu, nhưng vì sao những con như thế này các bạn, ban đầu chú Phi gửi cho các bạn là nó không nhại, các bạn chơi thời gian nó nhại. Rồi quay trở lại đặc tính của nó luôn, chúng ta sẽ phải tìm hiểu sâu về đặc tính đen chi để chúng ta biết cách để chúng ta xử lý. Nó là bát ém không dùng keo thì chơi một thời gian có khả năng nó sẽ gù lên như thế này, nó gù lên như thế này nè đó, nó gù một chút xíu lên như thế này nè, các bạn sẽ thấy nó gù lên như vậy nè, nhìn từ ngoài vô cũng thấy nữa. Có những con khi chú Phi gửi cho các bạn, khi chú Phi test là chú Phi đã ém nó xuống rồi đó nè, nó gù lên như thế này, và khi dây treo ở đây nè là nó sẽ gần hơn nè. Nè khi mà ém chặt xuống thì dây treo ở đây, giả dụ như dây treo ở đây, cái mặt khoảng cách của dây á nè, nó sẽ nằm đây chẳng hạn vậy nè, nó sẽ có một cái khoảng cách xa hơn so với cái này gù lên, mà thằng nào gần với nhau thì nó có năng thích nhau nhiều thì tháo ra dùng tay ém lại. Còn nếu ai không tự tin tháo vô ra thì ngay chính khi con vô nó như thế này, nhiều khi tháo ra dặn lại bị hư nữa đó, tháo bạc đạn ra làm lại bị hư nữa đó. Nhiều khi trình của các bạn chú không có đoán trước được, cho nên đó là chú Phi chỉ nói những điều chung chung thôi, còn ai làm thì chú Phi khuyên là cẩn thận và tham khảo trước các cái kỹ thuật làm để làm, chứ đừng có nhắm mắt nhắm mỏ nhắm miệng để làm. Rồi xong, nếu nó cù lên thì không cần phải mở ra, dùng những cây thước như thế này để ém xuống. Có nhiều bạn hỏi chú ém để làm gì nữa kìa, tại vì các bạn chưa hiểu hơn về cấu tạo vô, hoặc các bạn chơi vô theo cái kiểu là nhìn trên phim hoạt hình, nhìn các bạn trên mạng chơi rồi cứ chơi theo thôi, chứ không có tìm hiểu về cấu trúc để đưa ra những cái phân tích sao cho nó hợp lý và nó không hợp lý. Và riêng với dòng vô của Âu Đề thì nó luôn có cái thanh này đó. Ông Âu Đề ông không chịu làm chứ làm ra là nó có, nó 9.5 thôi, chưa bao giờ nó 10 hết các bạn. Ngay cả những con như Diamond đồ này nọ, nó cũng chưa bao giờ đạt điểm 10 trong vấn đề không nhại hết, trừ khi các bạn đưa cái cặp bát không 19 ly phổ thông vô thôi, nó mỏng hơn thì nó sẽ không nhại tuyệt đối. Mà khi nó không nhại tuyệt đối rồi thì khả năng lên dây nó sẽ khó, nó đơn giản vậy thôi đó các bạn, nó đơn giản vậy thôi. Nó không nhại dây thì nó khi lên dây nó phải khó chứ có đâu mà nó chuẩn 100%, không có cái nào mà chuẩn 100% cho các bạn chơi đó. Ngay cả một cái sản phẩm 5-10 triệu khi đem ra test nó cũng vậy thôi, các bạn chơi một thời gian thì các bạn sẽ phải biết cách để các bạn xử lý nó, chứ không có cái câu chuyện mà sao cái này nó thế này, cái này nó thế kia. Chúng ta sẽ phải tự xử lý và học hỏi ha. Rồi trong thời gian đầu chú Phi nghiêm túc, chú Phi chia sẻ là như vậy đó. Bạn Huy nghe cho kỹ nha bạn Huy, không có ai mà nằm hả họng chờ đâu nha con. Cái thứ nhất, bát nếu muốn nhại thì đưa bát nhại vào. Cái thứ hai, nếu bát không nhại thì nó có hai dạng. Bát không nhại của Âu Đì nó có hai dạng, một là của chính nó thì nó sẽ rất là dày, nó rất là dày. Cái thứ hai nè, bát này là bát nhại nè đó. Rồi nó có cái bát loại bát không nhại nữa, cũng của nó luôn, nhưng mà nó màu trắng sữa, nó giống như cái bát của cái con này nè, chú có tháo ra nè. Thứ hai, thứ ba là cái bát phổ thông này, nó sẽ mỏng hơn rất là nhiều.
khi đưa vào chắc chắn luôn, phần lên dây nó sẽ khó hơn một chút xíu nha, nó khó hơn một chút xíu. Và đừng ở đó mà nhảy động lên, cái gì nó cũng sẽ có một cái phần để xử lý cho nó. Chẳng hạn như nó khó thì tập, đến khi nào mình chinh phục được nó thì mới gọi là thành công. Còn nếu nó khó mà cứ nhảy động lên vậy thì con sẽ không có tiến bộ được trong cái việc vấn đề chơi yo-yo đâu. Một ngày nào đó con cũng phải buông cái con yo-yo đó ra thôi, không tiếp tục được đâu. Đó, còn những kỹ thuật khó hơn nữa kìa, người ta chơi 5-10 năm mà người ta còn chưa vượt qua được nha. Đó, tập cho mình cái cách để xử lý vấn đề. Còn ngày hôm nay thì thú thật với các bạn là chú Phi có 5 đơn, 2 đơn, mỗi đơn một con, một con nha. Rồi, còn một con nữa là con 676301. 676301 thì chú còn ở đây một con. Chú đem ra luôn ha. Xong. Cái kế tiếp nữa là sẽ có 2 đơn ngân hàng. Tại sao đơn ngân hàng nó chạy lại? Tại vì ngân hàng chú vừa mới chạy chương trình ngày hôm qua trên nhà các chú ông. Chắc có thể là các bạn thấy nó rẻ hay như thế nào đó, các bạn đặt lại. Đây các bạn, một đơn là con này. Thú thật với các bạn, bạn đặt không phải con này, mà bạn đặt 2244A là cái con mất cái lớp siêu. Mà con mất lớp siêu thì nãy chú lên trên kho lưu bu quá, cho nên là chú không có lấy nó xuống, chú lấy luôn con này nha. Chú lấy luôn con này. Nói chung là có lớp siêu hay không có lớp siêu thì tới tay các bạn nó đều không có lớp siêu các bạn. Tới tay các bạn thì đều không có lớp này, tại vì chú đã gỡ ra rồi. Chú buộc phải test hàng nha. Cái điều đó là điều mà chú sẽ thông báo với các bạn qua các cái phiên live đó, là chú buộc sẽ test hàng đối với xe tay đua ngân hàng đó. Mà test cái gì? Đa phần chú sẽ test motor, bởi vì cái motor là cái linh hồn của cái con này. Các bạn có thể chơi lắp ráp được, nhưng nếu lắp motor vào mà nó không chạy được cái xe thì nó có hai vấn đề. Một là các bạn lắp không đúng, hai là motor nó bị không chạy. Cho nên chú sẽ buộc lòng test motor. Và trong quá trình test motor chú cũng sẽ test sơ, kiểm tra sơ luôn cái này. Tại vì đây là những cái bảng ha, nó giống đồ chơi LBX vậy đó. Nó là những cái bảng, nhìn vô thiếu cái nào là biết liền. Đây là bánh nè, đây là đuôi nè, đây là cái mỏ nè. Này có hai cái nha, đá chéo với nhau để xếp. Chọn cái này thì không chọn cái này, chọn cái này thì không chọn cái này ha. Rồi nè, niềng bánh nè, bánh trước nè, đầy đủ nha. Kiểm tra dày luôn đi cho sau này khỏi có nhắn tin cho tôi chú giao thiếu hàng khổ lắm. Có nhiều bạn tháo ra xé cái rẹt bay rớt hết trơn, bắt đầu báo với tôi là giao thiếu hàng. Giao thiếu hàng chú gửi bù cho tụi con cũng chẳng có gì hết á. Nhưng cái vấn đề cuối cùng còn lại á là chuyện thiếu và chúng ta làm mất là hai cái câu chuyện nó rất là khác biệt nha. Và tại sao chú sẽ phải khui ra? Bởi vì khi cầm lên chú thấy đây, nó rớt đây nè. Thấy không? Nó nằm đây nè, nhưng mà do cái cây này nó đưa ra nhỏ quá cho nên nhiều khi nó có xu hướng rớt. Cho nên thường chú sẽ tháo ra luôn. Chú cầm lên là chú đã thấy nó rồi. Đó, kinh nghiệm của chú test hàng là như vậy. Và nếu chú để cho các bạn về, các bạn tự tháo ra, các bạn xé cái rột, cái nhiều khi cái nút này nó bay đâu mất, các bạn chụp cái này các bạn báo chú tháo giao thiếu. Cho nên buộc chú sẽ phải lấy cái này ra. Đó, rồi. Đi kiếm một cái bọc, bỏ vô. Đó, có ai như tôi không? Đi bán hàng thanh lý mà bán kiểu đó đó. Đi kiểm từng món vậy đó. Thật sự ra mà nói, chú có quyền thông báo rằng đây là hàng thanh lý, chú sẽ không kiểm. À, chú bán với giá này chú không kiểm, mua được về đủ chơi không đủ thôi, nhưng mà chú không làm vậy được các bạn nha. Cảm giác của người chơi rất là quan trọng, giống như yo-yo rồi đó. Tôi tặng theo dây mục đích đang chi, bởi vì tôi nghe nhiều lắm cái câu chuyện chú ơi dây con hư rồi phải làm sao. Rất nhiều bạn bị cái câu chuyện đó. Rồi tiếp tục kiểm rồi le. Đây nó có 3 cái rồi le, 1 2 3, đủ 3 cây ti, một cây ti dài để vô bánh sau, một cây ti ngắn để vô bánh trước, và một cây ti dù để vô cái bánh răng chuyển nha. Còn ráp như thế nào thì các bạn xem những cái clip chia sẻ cũng như là những cái sách hướng dẫn nó có nha. Nhưng nó có những cái mẹo của nó các bạn, cái gì nó cũng dùng mẹo nó vẫn hay hơn. Nó có những cái mẹo để các bạn có thể ráp ráp được một cách ngon lành đó. Mà chẳng hạn như trước khi các bạn quyết định ráp, các bạn phải kiểm tra motor trước. Nhưng mà chú thì chú kiểm tra rồi, cho nên các bạn cứ yên tâm ráp vô. Nếu không chạy thì chúng ta sẽ loại bỏ cái tình huống là motor nó không quay. Nè, nó quay ngon lành nè. Nè, chú Phi sẽ cho các bạn nghe tiếng của nó. Nghe không các bạn? Nghe tiếng không? Rồi các bạn thấy không?
Đó, quậy, siêu quậy hỏi là xe này nhiêu chú? Xe này thì chú chưa có đăng, chiếc này chú chưa có đăng trên top top, chú chỉ mới đăng bên yêu đồ chơi trẻ em bên nhà các chú ông thôi. Con qua đó con xem thì hình như đang có chương trình giảm 50% thì phải. Motor quay rồi. Cho nên khi về ráp mà nó không chạy thì vui lòng xem lại cách ráp nhé, vui lòng xem lại cách ráp. Chứ đừng có ở đó mà phản hồi à, xe em xong em ráp mà ba hồi chạy ba hồi không, cái đó là do kỹ thuật ráp hết nha. Motor cũng đã xong, linh kiện chú cũng đã xong xuôi hết rồi, còn chuyện mà ráp không xong là chúng ta sẽ phải xem lại kỹ thuật ráp của mình đó, đơn giản vậy thôi. Và chiếc xe này không dùng cho các bạn lơ mơ trong vấn đề lắp ráp nha. Có những bạn chơi thì rất giỏi, chẳng hạn như chơi yu-gi-oh, chơi những cái món đồ chơi khác như ba tin, chơi bi-a, chơi tất cả mọi thứ trên đời đời đều giỏi, riêng lắp ráp là chơi không được nha, tại vì bạn không có khả năng chơi đồ chơi lắp ráp. Cho nên cái món đồ chơi này không dùng cho những bạn không yêu thích môn lắp ráp và không có khả năng tư duy logic để lắp ráp nha. À, chú Phi nói rõ luôn là ai muốn chơi thì phải cân đối cái câu chuyện này. Mặc dù nó rẻ, nó 20-30 ngàn thôi các bạn, nhưng mà mua về mà không biết thì cũng như đồ bỏ thôi. Giống như bản thân chú Phi mà cầm con Yoyo 10 triệu lên thì chú Phi cũng như cái con Yoyo 300 ngàn này thôi, không khác nhau. Mấy con đó chơi sao vậy anh? Chơi lắp ráp em. Đây, nó là những cái bản mạch ha, bản mạch hồi nãy em thấy, và khi nó lắp ráp và nó ra chiếc xe như thế này, nó bỏ pin vô nó chạy được nha. Đây, nó có những cái mã như thế này, nhưng mà giờ hết 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 những cái mã nè. Đây, có phần lườn của nó nè, nó ráp được cái đầu nè, cái thân nè, phần thân xe nè, ba cái này nó ráp lại, lắp cái canopy này ở phía trên nữa thì nó sẽ ra một chiếc xe trọn vẹn để có thể chạy được. Em có thể lên IT cái gõ hướng dẫn lắp ráp xe Tay Đua Ngân Hà, em sẽ có thể thấy được nó nha, thấy được nó. À, trên đó thì clip anh Phi chia sẻ cũng nhiều lắm nha, clip anh Phi chia sẻ cũng nhiều lắm. Trên đồ chơi Apo thì anh Phi chia sẻ rất là nhiều về clip đồ chơi, cho nên các bạn có thể là thông qua đó ha, các bạn thông qua đó các bạn xem. Đây là đồ chơi lắp ráp, nó ráp như Gundam, nó ráp như LBX vậy đó, nhưng mà nó có motor. Và hàng này là tại sao nó rẻ thì do nó được phát triển cách đây nhiều năm các bạn ha, nó phát triển cách đây nhiều năm, nó còn đi trước cả thần xe đại chiến nữa mà, nó còn trước cả thần xe đại chiến nữa. Anh Huy đoán cái này chắc phải 10 năm trước á, cho nên bây giờ nó dạng nó hàng tồn thanh lý, nó giá rẻ, nhưng mà anh Huy phát hiện là cái chất lượng của nó còn khá tốt nha, chất lượng nhựa, chất lượng ấy nó còn khá tốt, cho nên anh Huy giữ để chia sẻ với các bạn là như vậy. Chơi cũng khá ngon. Trong thời gian trước thì anh Phi cũng có lắp ráp đó, chia sẻ đó. Thời gian này anh Phi lu bu quá, chuẩn bị vô Noel rồi, chuẩn bị trang trí rồi nữa này. Em mất tuổi thơ rồi, giờ em chỉ coi phim này thôi. Em cái này là tuổi thơ của em á hả? Cái này là tuổi thơ của em á hả Dương Ly? Cái xe ngân hàng này nè, cái ngân hàng này thì lâu rồi các bạn. Mã hàng của nó là 2244 nha, 2244. Chiếc này thì rẻ hơn chiếc 2244, tại vì nó là 2244A. 2244A thì cái hộp nó xấu các bạn, nhưng mà thực tế chiếc này là hộp đẹp chứ không phải hộp xấu, tại do cái phần hộp xấu nó nằm ở trên cao quá, mà hồi nãy anh Phi lên con Phi lấy nhiều đồ quá cho nên nó là không có chui lên cao lấy được, cho nên là thôi lấy luôn chiếc hộp này nha. Rồi, 2244A thì nó rẻ hơn do hộp của nó mất siêu. Đây, những cái hộp hàng nó luôn có cái siêu như thế này nè, nhưng tới tay các bạn nó không có còn đâu nha, anh Phi đã tháo ra anh Phi test rồi, cho nên đừng có mong muốn nó còn. Các bạn mong muốn nó còn là các bạn mệt luôn á, tại vì khi anh Phi không test là anh Phi không chịu trách nhiệm về cái motor đâu, tại vì anh Phi không phải là thần thánh phương nào để mà có thể mà ngồi ở ngoài nhìn vô rồi biết được cái motor nó hoạt động bình thường. Khi anh Phi gửi hàng đi thì anh Phi sẽ phải test motor để tránh tình trạng khi các bạn ráp các bạn đổ thừa cho cái motor, lỗi của ai chứ không phải lỗi motor, tại vì motor anh Phi test rồi, cho nên các bạn tập trung để giải quyết những chuyện khác, chẳng hạn như là lỗi lắp ráp ém bánh kỹ quá, ráp cái ti chuyển nó không chuẩn chẳng hạn vậy, nó có nhiều thứ ở trong đó nha. Rồi xong một hộp con thần rồng S còn không anh, con thần rồng S là con nào ta? Cường ơi giúp chú Phi coi con thần rồng S, bạn bạn muốn hỏi là con nào vậy Cường? Chú không biết con thần rồng S này mấy bạn ơi, chẳng hạn như bạn cho chú cái mã thì quả mai, chứ các bạn hỏi thần rồng S là chịu thua. Con thần rồng S trên kệ xoay, con xanh dương trên kệ xoay là con nãy hả? Con nãy hả?
Nếu con này thì hết hàng rồi, chắc khoảng tầm 10 ngày nữa có hàng lại. Con này thì đang có hàng, con này thì cũng đang có hàng, con này cũng đang có hàng, con này thì cũng đang có hàng. Là mấy con này rồng không nè. Đó, rồng rồng trên bàn nó có 5 con rồng với 2 con hổ. Cái con này thì hết rồi em, con này sáng nay còn con cuối cùng nè. Anh Phi đang được chuẩn bị đóng cho khách nè, chắc phải tầm 5-10 ngày nữa nó mới về lại. Tại vì anh Phi về mang tính chất là cá nhân, mang tính chất là chia sẻ chứ không phải là về mang tính chất hàng sỉ, cho nên nó là hàng anh Phi về không nhiều. Các bạn để ý mỗi lần về là tối đa là 12 con thôi, là anh Phi không có về nhiều nha. Cái đó là nguyên tắc và sự tôn trọng lẫn nhau. Anh Phi không về nhiều một lần. Chẳng hạn như đau bạc thì tối đa mỗi lần anh Phi về, các bạn thích lắm thì anh Phi về cũng 48 con thôi, anh Phi không về hơn được nữa. Và anh Phi cũng không mong muốn về nhiều hơn. Tại vì đây là hàng mang tính chất chia sẻ, xách tay về. Nó không phải là nó về một cái đường chính quy để có thể phân phối rộng ra ngoài. Và ai muốn mua sỉ chú cũng không có bán đâu. Thiệt, có nhiều người lạ lắm. Anh bán vậy sao anh không bán sỉ, nó tuồn thích. Tôi thích bán lẻ. Rồi, xong. Đây ha. 2244A, nhưng thực tế nó là 2244 luôn á. Cái hộp này là hộp đẹp chứ không phải hộp xấu. Rồi bây giờ thì chú Huy sẽ trở lại câu chuyện. Ở đây có một đơn nữa nè. 4 cái xe ngân hàng nha. Em chơi con V rồi giờ tìm con đó, thì lụm con đó đi em. Nhưng mà chờ đi, chờ vài hôm đi. Tại vì con đó bây giờ cũng hết hàng rồi. Cô thôi kiểm tra thử coi. 676301 đúng là mình hết hàng không? Hết luôn rồi. 676301. Hết luôn không? Hết hẳn rồi em ơi. Anh Vi có đặt được nè, anh Vi có đặt về. Rồi, khi test hàng thì lúc nào anh Phi cũng gỡ siêu hết nha. Con này là 2203 hộp số trực tiếp, con này là 2205 hộp số trực tiếp, là nó đi thẳng từ motor qua bánh xe luôn, nó qua một cái bánh bánh răng của motor qua trực tiếp bánh răng của bánh xe. Còn đây là hộp số gián tiếp bánh xe bánh răng của motor qua cái bánh răng chuyển qua cái bánh răng bánh xe ha. Đó, đó là hộp số gián tiếp và tất cả hàng này cùng còn siêu hết. Mặc dù là nó hơi mập mập chút xíu nhưng nó vẫn là những hàng còn siêu nha. Rồi, siêu thì lột siêu thôi các bạn, lúc nào cũng vậy nha. Ngân hà thì chơi cũng khá khá. Anh Phi đánh giá là món này chơi được, tại vì các bạn sẽ đây, đó là vậy, một cái bảng nó như thế này. Và tất nhiên, đây là hàng thanh lý, đây là hàng tồn kho thanh lý cho nên nó có những cái không có tròn trịa nha. Chẳng hạn như cái bình này nó chảy ra thì nó làm này, nhưng mà nó chảy ra như vậy mới hay nè. Nó sẽ làm cho những cái vật liệu kim loại phía trong bịch với nó không có bị rỉ sét nha. Nó chảy ra đôi lúc là cái hay đó. Rồi trên này nó có bánh niền nè, bánh niền nè, bánh xe trước nè, ti dài nè. Rồi bên này thì những cái cây ti ngắn nó nằm ở bên này, ti ngắn nằm bên này, bánh xe, bánh răng ha, nó nằm ở bên này nha. Đây nó có một cái bánh răng y da. Cái hộp bịch này nó có cái vui nè, để chú khui ra cho các bạn xem. Có nhiều cái, nhiều khi mình test hàng nó có cái nhiều cái hấp dẫn lắm các bạn. Trong mỗi công việc chúng ta tìm một cái động lực để cho nó hấp dẫn hơn thì nó sẽ hấp dẫn hơn. Các bạn gỡ ra các bạn nói nè, đây bị hư, cái bánh răng này nó bị hư rồi nè. Không phải đâu các bạn, tại vì đơn giản cái trong này nó có một cái bánh răng à, nhưng mà cái này là giống như cái phần thừa vậy đó nè. Cái phần thừa nè, thấy không, cái phần thừa là cái bánh răng bánh xe nè, cái bánh răng motor đủ nè. Còn ông này không biết ông đi đâu bỏ thừa vô không lấy ra. Bánh răng xe có lúc nó cho một, bánh răng motor chứ có lúc nó cho một, có lúc nó cho hai, nó còn đây nữa nè. Giữ mấy cái bánh răng này, sau này các bạn khi mà sửa những cái chiếc xe điều khiển từ xa mà nó sử dụng cái motor tầm nhỏ, motor nhỏ mà dùng cho cái bánh lái á, là nó sẽ sử dụng cái motor cho nó sử dụng cái bánh răng này. Hoặc là những cái xe pin đó các bạn, những cái xe dùng pin á là nó sử dụng bánh răng này. Nhiều khi chú phải thấy lấy những cái bánh răng này để chú sửa cái xe cho khách đó các bạn. Rồi sau khi chú loại bỏ cái miếng đó rồi thì chú sẽ đóng cái bịch này lại ha. Tại sao chú phải loại bỏ nó? Để tránh các bạn suy nghĩ diễn dông vòng vòng à, chú cũng làm trước mặt các bạn à, thay vì chú làm sau lưng rồi chú đem đi ấy luôn, chú không nói gì hết, các bạn chắc cũng không biết gì đâu. Nhưng mà cái miếng đó là cái miếng nhựa thừa, nó không phải là miếng bánh răng. Đây còn cái này là cái bánh trước nè, hai cái niềng bánh sau để lắp vô hai cái bánh cao su nè là đủ nè, thấy không à, ở đây riêng cái dòng này nó đặc biệt là cái cây ti dài này nè, nó nằm ở bên cái chai mỡ bò này. Nhưng mỡ bò này nhiều năm rồi, nhiều khi nó sẽ chảy ra ngoài như thế này, nhưng những con ốc ở trong này thì nó sẽ được bảo vệ rất là tốt nha. Đó. Các bạn nhiều khi các bạn nhìn trên một cái diện rộng hơn và đánh giá rộng hơn, các bạn sẽ thấy cái điều đó là điều tốt chứ không phải điều xấu.
đó. Và chị cũng chỉ cho các bạn biết luôn đó, giống như là bạc đạn hay là cây nại để tháo gửi đi cho các bạn á, là chú Phi lúc nào cũng vô dầu cho nó, nhiều khi cầm trên tay. Có nhiều bạn bực mình, các bạn nhắn tin cho chú kiểu mà bực dọc á, gửi cho con đồ gì mà hả dầu nhớt không à, hay đồ kim loại mà gửi cho các bạn để khơi khơi vậy nó xét là làm sao à, nhưng mà nhiều khi các bạn không chịu hiểu, các bạn cứ cứ cự nợ với chú làm chi cho cực. Chú năm nay cũng bốn mấy rồi, u 50 rồi, chú biết làm điều gì tốt cho các bạn và làm điều gì không tốt cho các bạn nha. Rồi đây là chai dầu vô vô loãng chú xài hết rồi nè, à, thấy không, chú xài hết rồi, chú giữ chơi cho vui thôi. Còn đây là chai dầu vô vô đặc nè, vô vô xanh dương nè, à, rồi, đó. Chú biết là làm điều gì tốt cho các bạn và làm điều gì không tốt cho các bạn nhé, cho nên nó là cho nên là đừng có cự nợ với chú, tội nghiệp chú lắm nha. Chú xem các bạn như con như cháu ở trong nhà, chú để chú làm những điều này để một người mang cái tâm lý phục vụ các bạn, chăm sóc các bạn như thế này thì thực sự cũng có đó, nhưng mà cũng không phải lúc nào cũng tìm được. Mưa về chưng kệ chứ chứ không biết chơi. Vậy mua để làm gì? Mua về mà không biết chơi thì đừng mua. Mua về là phải chơi, đồ chơi mà mua về là phải chơi. Còn không biết chơi trên kệ á, thì nó gọi là gì ta? Hàng trưng bày hả? Rồi, tùy thôi, anh Phi nói vui. Rồi, motor quay xong thì chúng ta sẽ đóng nắp nó lại nhé, đóng nắp nó lại. Rồi, ngày hôm nay chú có ba cái chai dầu vô vô rất là dễ thương. Chú muốn gửi tặng cho các bạn. Chú định để xài nhưng mà nó dễ thương lắm các bạn, nó như chai rượu vậy đó, có ai muốn nhận không nè? Này dầu vô vô nha, do đợt trước chú đặt hàng á, người ta tặng chú à, chặn tặng để làm trưng bày, nhưng mà chú sợ ở nhà chú có mấy đứa nhỏ nó tưởng đây là mấy chai nước, nó ngậm nó uống là tiêu tùng luôn nè. Có ba chai dầu vô vô, nhìn mắc cười không, nhìn mắc cười không? Dầu vô vô nha, cái này là dầu vô vô nha, cho con đi. Ông quá cho chúng ta, ngày nào chúng ta cũng có một cái mini game á nha, cuối chương trình chú sẽ đưa ra cái mini game và chú sẽ hỏi à đó. Chị Thư nói đó là mỗi một lần tặng một chai thôi, đồ đồ quý giá quá, đồ quý giá quá, cho nên là tặng mỗi lần chai. Hôm nay chú sẽ tặng các bạn một chai, ok đó. Các bạn biết là cánh đàn ông mà lớn tuổi rồi, cánh đàn ông nói chuyện với nhau như thế nào không các bạn? À, sinh ta ra là mẹ ta, còn nuôi ta lớn lên và nuôi ta ăn mập mỗi ngày là vợ ta nha các bạn nhé. Cho nên mà cãi lời cô Thư là cô Thư quýnh chết đó, chú ghẹo các bạn thôi. Rồi một cái, tới cái thứ hai, chai dầu vô vô ngày hôm nay sẽ là quà tặng cho các bạn, dễ thương không? Cực kỳ dễ thương luôn ha, cực kỳ dễ thương. Bạc đạn để lâu bị rỉ sét bỏ hả ép? Nó rỉ như thế nào mới được? Bạc đạn này nó có hai cách rỉ, đây chú chỉ cho các bạn. Cách rỉ thứ nhất là nó rỉ từ cái vòng ngoài, vòng ngoài thì cũng sao, nó có xấu chút xíu nhưng vẫn chơi được, hoặc các bạn ngâm trong metan perlite hoặc ngâm trong xăng đều có thể tẩy nó được, lấy bàn chải đánh răng chà đó ha, là nó sẽ sạch. Nhưng nếu nó rỉ bên trong là đem đi dục, nó rỉ trong đây nè, những cái viên bi này khi nó phát sinh rỉ sét rồi không có cách nào phục hồi nữa, mà có phục hồi thì nó cũng không chạy bình thường, tại các bạn không có đánh nó sạch được. Cho nên đừng để nó rỉ tới bên trong, chơi vô vô một thời gian, nếu cảm thấy không còn chơi nữa thì dùng cây nại bạc đạn lấy nó ra, bỏ vô những cái bịch túi như thế này, cho một miếng dầu vô, hoặc xin ba một miếng nhớt, hoặc là trét mỡ bò vô cũng được. Rồi tới khi nào chơi thì ngâm nó lại trong xăng cho nó tan cái mỡ bò đó ra, nó tan cái mỡ bò đó ra, hoặc có dầu vô vô như thế này nè, chết vô ha, rồi giữ trong những cái bịch như thế này. Rồi khi nào muốn chơi thì dùng khăn giấy khô lau thiệt sạch lại, rửa cho nó sạch, lau thiệt sạch vô dầu lại mà chơi, thì cái đó nó sẽ bảo quản được. Nhưng mà bạc đạn hiện nay rất là nhiều em, giá nó khoảng tầm 20, 25, 30 ngàn cái thôi, đừng có suy nghĩ nhiều nha. Nếu muốn thì cứ vô đó mua đem về chơi, đừng có lo lắng. Vô vô bây giờ đó là linh kiện đã đầy đủ lắm rồi, nó không có thiếu thốn như ngày xưa đó. Ngay cả các bạn khi mua một cái con vô vô như thế này với giá từ 250 đổ lên thì chú Phi sẽ tặng bao tay nè, bạc đạn nè, bát phổ thông nè, và thêm dây nữa. Cho nên bạc đạn chú Phi cũng đã chuẩn bị sẵn cho các bạn luôn rồi. À, cái câu chuyện cuối cùng còn lại là chúng ta chỉ chơi và bảo quản như thế nào cho phù hợp thôi. Còn bạc đạn mà bị sét bị rỉ rồi đừng có suy nghĩ chi cho nó cực hết á, mua cái mới thay vô. Còn nếu mà nó chỉ bị rỉ từ phía bên ngoài, chỉ bị rỉ từ phía bên ngoài thì
các bạn ngâm nó trong xăng, xăng thơm, hoặc là lên trên nhà các chú ông gõ chữ metan bleach. Bleach đó là làm sạch á, cái từ tiếng Việt đó là làm sạch, metan là kim loại, nó thật sự nó cái tên nó dịch tiếng Việt lại là làm sạch kim loại, là các bạn chích nó ra, thật sự nó là như kem đánh răng à, chích nó ra rồi nhét cái bạc đạn vô đó ha, làm cho nó đều đi, rồi xong để nó khoảng tầm từ 1 tiếng 2 tiếng gì đó, sau lấy lại rồi đánh, lấy bàn chải đánh răng cũ nha, đừng có lấy mới bị đòn à, đánh cho nó sạch rồi vậy thôi. Còn nếu không nữa em trải một cái khăn khô ra, trải một cái khăn khô như thế này ra, khô nha, khô trải ra, xong mà cầm bạc đạn nó vuốt ha, cầm cầm nguyên luôn vậy nè, chừa cái dành bạc đạn ở dưới vuốt từ từ là nó sẽ sạch ha. Và khi nó sạch rồi á thì chơi thôi, nhưng nó bị rỉ vô tới ở phía bên trong, nó rỉ vô tới ở trong rồi là đem đi bỏ nha, nó rỉ vô tới cái bạc đạn, cái viên bi á, bạc đạn thì nó gồm có tổng thể của nó là như thế này, vành ngoài, vòng ngoài, vòng trong, rồi một cái định hình bạc đạn để những cái viên bi lên, và những viên bi cấu tạo nó là như vậy. Và khi các bạn hiểu về cấu tạo của nó thì các bạn sẽ rất là dễ dàng để biết được rằng là nó tại sao nó quay và tại sao nó không quay. Ở phía bên ngoài có bị rỉ sét chút xíu thì nó vẫn quay bình thường, nhưng mà hai cái đó nó quay với nhau thôi. Nhưng nếu nó bị kẹp vào, rỉ nhiều quá, nó bị kẹt vào cái ổ bạc đạn đó, thì phải làm cho sạch ở phía ngoài. Mặc dù hai dòng quay nó vẫn quay độc lập với nhau, nhưng nó bị kẹt vô cái dòng bi này nè, nó kẹt ở đây nè, cái dòng bi nó không có quay độc lập được. Thì khi đó các bạn sẽ phải làm sạch các cái vành của nó, để tránh tình trạng mấy cái ba dớ, mấy cái dơ đó nó dướng vô cái ổ bi. Đó, chỉ đó đơn giản như vậy. Mà giờ nói gì nữa giờ? Tại sao chú Phi có những cái trải nghiệm đó? Tại vì chú Phi đi từ thực nghiệm nha. Hồi xưa đi học, chú Phi cũng học rất là giỏi lý. Rồi ra, khi ra đi làm, chú Phi cũng rất là phá. Phá ở đây là chú Phi tìm tòi nghiên cứu á. Đó, tìm tòi mình nghiên cứu, mình nhìn, mình thấy được cái sự thay đổi của từng cái vấn đề. Chẳng hạn như lắp cái bạc đạn đó vô thì nó quay làm sao, không lắp vô thì quay làm sao. Lắp bát thì nó quay làm sao, không lắp bát thì nó quay làm sao. Bát dày thì thu như thế nào, bát mỏng thì thu như thế nào. Tại sao bát mỏng thì nó thu dây khó. À, tại sao bắt dày thì thu dây dễ, rồi lúc nào thì chơi bắt mỏng, lúc nào chơi bắt dày. Các bạn phải từ từ các bạn chơi, các bạn chiêm nghiệm nha, các bạn chiêm nghiệm, các bạn trải nghiệm, rồi các bạn mới đưa ra được những cái đánh giá nha. Còn các bạn muốn đi đường tắt thì các bạn phải đi tìm thầy để học. À, đơn giản như vậy, các bạn đi tìm thầy, các bạn tìm những người đi trước người ta dạy cho các bạn thì từng vấn đề. Có người giỏi về kỹ thuật nhưng mà có người thì lại giỏi về cấu tạo. À, người giỏi cấu tạo thì sẽ không chơi giỏi về kỹ thuật, giống như những người thiết kế ra cái yo-yo chưa chắc họ là những nhà vô địch yo-yo nha. Những nhà thiết kế ở yo-yo thì họ có thể họ giỏi về mặt cơ khí, họ giỏi về mặt cấu tạo yo-yo, nhưng mà những cái người thiết kế ra con yo-yo đó thì cũng phải tham khảo thêm với những người chơi yo-yo để biết như thế nào là chơi ngon, như thế nào chơi không ngon, là kết hợp những cái đó vào để ra một cái con yo-yo ngon hơn. Chú làm mini game đi chú, nó vô đây nó coi để nó canh nó rình quà thôi à. À, nó không có giúp tôi bằng cách đó là vô trong đó xem cái gì, xem coi sản phẩm nào giá nhiều vậy trơn á. Chưa, tôi chưa làm xong mà đang làm xe tay đua ngân hà, chú chưa làm xong. Anh Shopee tới mấy bạn ơi, xin lỗi với anh các chú ông. Ok, quay ngon lành luôn. Một cục là băng keo quấn chân nè. Cái băng keo chú Phi mua nè mấy bạn, đây là một cục băng keo quấn chân nha. Chú Phi sẽ nói thêm về cái này. Nó được free ship, được free, còn tiền ship còn có 1.500 à. Đây ha, nè Glea nè. Đó, cái chai này thì nó không có chảy không ạ, cái hộp này, cái chai này nó không có chảy. Vậy chụp nữa, chụp tôi đây nè, chụp tôi nè, chụp anh nè, chụp cục hàng chi có luôn hả? À, mai mốt tôi canh tôi thưa, làm sao tôi thưa cho đúng tiền. Các bạn nghe không, khi các bạn bơm hàng thì mấy ảnh không có lãnh được tiền, nhưng mà mấy ảnh mà giao sai hàng, giao thiếu mấy cái hình chụp đó là đã giao cho khách đó thì sẽ bị trừ tiền nha các bạn nhé. Cho nên nó là nghề gì nó cũng có cái khó của nó.
còn anh Phi sẽ khui đây nha. Anh Phi sẽ khui, đây là một cái đơn anh Phi đặt từ ngày 7, hẹn là ngày 9 giao thì đúng sáng ngày 9 giao. Nay 10 hay 9? Hồi nãy hẹn hỏi phải 9 không? Người ta đặt tiêu đề like. Cái giờ nó ngày 10. Nay là ngày 10 nha mấy bạn, phải ngày 9. Hẹn là từ ngày 9 tới ngày 10 nhận, cho nên chú Phi không có suy nghĩ gì hết đó. Ngày hôm qua nó giao về không kịp thì chiều hôm qua chú ghé ngoài tiệm đồ thể thao chú mua một cuộn rồi. Chú quấn ngay cái đầu gối chú, tại vì chú bị giãn dây chằng. Trong quá trình chơi thể thao bị giãn dây chằng cho nên bây giờ phải có cái băng keo này mới quấn được. Cho nên có nhiều bạn nói đây cũng là băng keo, đây cũng là băng keo, đây cũng là băng keo, và đây cũng là băng keo. Mỗi thứ nó có cách xài riêng, và đây cũng là băng keo. Băng keo này là băng keo giấy, có thể viết lên được để viết ghi chú để dán trên hàng. Đây là băng keo đóng hàng trong, đây là băng keo đóng hàng dễ vỡ, đây là băng keo nhựa, còn đây là băng keo quấn chân nha. Quấn chân để làm chi? Để chúng ta xử lý trong những cái chấn thương của chúng ta các bạn nha. Cái đầu gối của chú nếu không quấn. Đúng rồi, ảnh đó, anh đó là anh Tùng nha, ông shipper trong xóm em, ông chạy khắp quận 4 ở dưới xóm em nào. Anh đó là anh Tùng nha. Rồi bây giờ thì còn đâu mất tiêu rồi, nó nghỉ luôn rồi mấy bạn ơi, chú Phi hết pin rồi. Nó còn quay, nó còn quay được chút xíu. Rồi bây giờ thì còn cái cục cuối cùng 2509 cho chú làm cho xong luôn rồi chúng ta qua tới Yoyo ha. Rồi mỗi một shipper họ phụ trách một vùng nha các bạn nhé. Nếu mà cái vùng đó nó nhiều khách quá hoặc là xa quá thì 2-3 anh đó. Còn cực nhất là các anh giao ở tỉnh các bạn, các bạn giao ở thành phố coi vậy mà nó khỏe hơn, cái địa chỉ nó gần nhau thôi. Mỗi lần đi tỉnh thấy mấy anh đi giao á thấy tội nghiệp luôn á. Thứ nhất là các cái nhà với nhau, các địa chỉ giao hàng với nhau nó xa. Cái thứ hai là thường các bạn ở dưới tỉnh á nó không có số nhà tên đường cụ thể đâu, nó tổ ấp thôi, rồi vô tới đó gọi điện các bạn không nghe máy là chịu chết luôn. Ở thành phố thì nhiều cái á là địa chỉ thật các bạn, các bạn giao tới đó không được thì các bạn bấm số nhà, bấm chuông thì cũng có thể giao được đó. Còn ở tổ ấp phường xã hoặc giao ra công viên, giao ra xã, giao ra một cái gì đó, chúng lẽ đứng giữa trời mà la giống như anh Phi đứng la vậy, xíu quậy quận tư ơi anh giao hàng. Rồi biết siêu quậy quận 4 ở đâu, đúng không? Biết siêu quậy quận 4 ở đâu đâu mà giao hàng chứ không giao hàng đó. Hoặc là người kêu Cường ơi chú Huy giao hàng đây, chú con ở tuốt nhà bè chú Huy ơi. Chú Huy đang đóng kịch cho các bạn xem nè, trò chơi ngân hàng nó là như vậy ha. Có nhiều khi á chúng ta cứ ngây ngô ngờ ngợt ha, hoặc là chúng ta ngây thơ dễ thương, nhưng thật sự ra nó không dễ thương chút nào đâu các bạn. Có nhiều bạn vui lắm, quên hay gì đó cứ hỏi anh Phi còn hàng không, cái anh Phi nhìn tin nhắn xong cái anh Phi bật ngửa rồi anh Phi hỏi còn gì, có biết gì đâu còn. Rồi sau đó bạn mới nói món này món kia. Thì anh Phi cũng bị các bạn, thưa anh Phi cũng bị, nhiều khi mình quên gửi cái hình hoặc quên đó, bị ngợ quên, tất cả mọi thứ đều là quên. Cho nên thôi mình nói lại thì chú Phi cũng hay hỏi lại là vậy lắm ha. Có nhiều bạn vui lắm, hỏi nhà con ở đâu ạ? Nhà con ở đường Lương Thế Vinh đó chú. Rồi hết. Nó làm như tôi hẹn sớm đó vậy đó. Lương Thế Vinh nào? Ở Việt Nam của mình nó có một cái đặc thù là tên đường thường nó có nhiều cái giống nhau lắm. Chẳng hạn như đường Nguyễn Thượng Hiền, nó có Nguyễn Thượng Hiền quận 3 và quận Nguyễn Thượng Hiền Gò Vấp. Bình Thạnh, Tân Bình gì đó ha. Rồi Nguyễn Trãi, Nguyễn Đình Chiểu hay gì đó. Rồi ở đâu nữa? Có nhiều bạn vui lắm hỏi con học trường nào, con học Nguyễn Trường Tộ hết. Nguyễn Trường Tộ nào? Nguyễn Trường Tộ ở tỉnh nào? Hoặc là có nhiều bạn vui lắm hỏi con ở đâu, nó con ở huyện Châu Thành đó. Lật đật chú Phi nói trời ơi chú Phi cũng ở Châu Thành nè con, nhưng mà nó ở Châu Thành An Giang á, còn tôi ở Châu Thành Tiền Giang ha. Cho nên cái câu chuyện cuối cùng còn lại, khi chúng ta chat, chúng ta nói chuyện với ai, đôi khi chúng ta sẽ phải hiểu rõ vấn đề là họ không phải hàng xóm của mình. Nhớ nha, họ không phải hàng xóm của mình. Trên cơ sở là các bạn phải
phải hiểu rõ đó. Ủa tên con gì đâu, đâu đứa nào, đâu đứa nào tên Vinh, đâu đâu đứa nào tên Vinh, à, Vinh ơi chú giao hàng chẳng hạn vậy ha. À, biết Vinh ở đâu, mỗi lần Vinh tới Vinh nhận quà thì chỉ biết đó là Vinh đi với bố thôi. À, giờ bạn nhận quà chú cũng đâu bắt chú bạn đọc điện thoại đâu để chú tra vô cái data của chú là chú biết con số điện thoại nào hay là cái người mua hàng đăng ký tên gì. Tại vì ở Abo nếu các bạn mua hàng mà các bạn có lưu số điện thoại á, thì sẽ được giảm giá. Cái này là cái chương trình mà chú chạy với lại bên nhà cung cấp, cho nên khi gõ số điện thoại là chú biết là các bạn mua cái gì rồi, đã từng mua cái gì ở shop chú rồi ha, biết liền. Giống như là các bạn bơm hàng rồi đó, nhìn cái vô địa chỉ cái là nó báo liền, là nó warning liền luôn á. Warning là thông báo hoặc là cảnh báo đó các bạn, nó warning liền à. Giống như cho các bạn chơi Red Alert vậy đó, là nó sẽ thông báo, nó báo là đẹp 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 à, đó là mình coi kỹ vô là biết à, bạn này là đã như thế nào à, đây, đây, đây. Rồi xong, 4 chiếc xe ngân hà đã xong. Ơ con CX ở Tiền Giang là gì mấy đứa? CX là gì mấy đứa? CX là gì? Là đi chơi hả? Chơi. CX là chơi. Ở cũng a à, cũng CX là cũng. Phải không? Cũng chơi. Giờ tôi phải học từ của mấy bạn nè. Bởi vậy tôi lên sân cầu lông á, tôi nói chuyện kiểu con nít. Rồi mọi người trên sân cầu lông tưởng là tôi còn nhỏ, không có đâu. Hôm nay tôi lên sân cầu lông, tôi kêu cái ông nhỏ tuổi hơn tôi bằng anh không. Đó. Cứ kêu cứ phải kêu anh Nam gọi bằng bác không. Rồi hôm qua hỏi ra mới biết ông nhỏ tuổi hơn chú 1 tuổi. Rồi xong rồi hỏi ra mới biết nó thôi, tôi kêu quen rồi. Tôi kêu ông bằng anh quen rồi cho nên thôi để kêu bằng anh luôn đi. Cái ổng giỡn với chú, ông nói ủa tôi đâu có tính là kêu ông bằng anh à, chứng tỏ là có thể là người ta thấy mình trẻ tuổi hơn người ta các bạn, nhưng mà thực tế không phải đâu, chú Huy già cuốn đế rồi. Chú Huy thực sự ra nếu mà tính về U là năm nay chú Huy đi đá cho đội banh U50 rồi đó các bạn. Trời ơi, con định ủng hộ chú mà chú bán còn lại bán vô, còn con thì lại không biết chơi vô, không biết học, có ai biết đâu con, có ai biết từ đầu đâu. Từ đầu chú cũng đâu biết vô là cái gì đâu, hay là từ đầu chú cũng đâu có biết ngân hà là gì, mà từ đầu chú cũng đâu biết đồ chơi là gì. Chú dân ngành tài chính mà chú đâu biết đồ chơi đâu, thì nhào vô mảng nào thì chúng ta tập luyện mảng đó thôi các bạn nhé. Cái đó là một cái điều mà chú gửi gắm cho các bạn. Đôi khi các bạn đứng ở ngoài các bạn nhìn các bạn sẽ cảm thấy khó khăn, khi các bạn vô các bạn sẽ cảm thấy khó khăn hơn, nhưng nó sẽ có một cái đầu mối để các bạn tập luyện nhé, để các bạn tập luyện, để các bạn phấn đấu, để các bạn có thể chơi được môn nào cũng vậy các bạn. Chú mỗi ngày chú đưa con chú đi chơi cầu lông và có rất là nhiều bạn không biết chơi, phải tập lại từ đầu, tập từ cách cầm một cây vợt quơ nó như thế nào, tập từ cách đánh một trái cầu như thế nào cho trúng trái cầu để qua sân bên kia. Đó, tập tất cả mọi thứ đều là tập nha. Còn chuyện không biết chơi chẳng qua là ngay lúc này con không biết chơi thôi ha. Tặng chú nè. Cảm ơn con. À, gì chữ GG là gì ta? GG là gì? Rồi bây giờ thì chú ở đây còn 3 đơn thì chắc chắn chú sẽ test nó rồi. Nhưng mà cho chú lấy lớp clip up đi nha. Ngay thời điểm này chúng ta sẽ chơi mini game đi. Chúng ta sẽ chơi mini game và chúng ta sẽ cắt cái chúng ta sẽ cắt cái like ở đây. Mini game thì nó cũng còn 10-15 phút nữa mới xong các bạn nha. Mini game để nhận chai dầu này nha, mặc dù nó nhỏ nhắn xinh xắn nhưng mà đây là một cái phần quà cực kỳ dễ thương. Dầu nha chứ không phải nước nha. À, GG là good game á hả? Rồi hôm nay chúng ta sẽ đến với các bạn qua một cái mini game. Ở đây thì chú Phi có rất là nhiều yo-yo ha, mà yo-yo là tập trung ở cái mảng là Audi. Nhưng mà hôm trước chú Huy đi vòng vòng ở trên FB, chú Huy thấy có một bạn muốn mua yo-yo nhưng mà phải là không phải Audi bạn mới chịu. Buồn thấy ghê luôn á, tôi bán hàng Audi mà nó kiếm nó mua mà không phải Audi, không phải Audi nó mới chịu đó. Thôi thì cái nào cũng được, Audi nó phù hợp cho những bạn mới chơi nha.
những bạn mới chơi, các bạn mới tập và kinh phí còn eo hẹp nha. Nhưng nó không thể so được với những hàng bình dân, bởi vì hàng bình dân thì giá nó sẽ rẻ hơn nhiều. Chẳng hạn như hàng bình dân mà chú có là cái con 50 ngàn, nó 50 mấy ngàn á. Rồi chú bỏ đây nha mấy bạn. Rồi bỏ đây. Rồi câu hỏi ngày hôm nay, cô Thư cho mượn cái chai, cái trái gì đó cô Thư. Đẹp trai như ngày hôm qua, dây của đẹp trai phải không? Đẹp trai nhắn cho chú rồi mà chú chưa lên đơn nữa mấy đứa ơi. Nè, đẹp trai nhắn cho chú ngày hôm qua rồi, hôm kia chứ hả, sorry đẹp trai luôn, qua chú không có lên like cho nên chú quên của con luôn rồi đẹp trai ơi. Để chú lấy thông tin của con rồi chú tạo cái đơn gửi luôn nha đẹp trai, sorry con. Nè, cái đẹp trai trúng hôm bữa nè mấy đứa, cái câu trả lời đầu tiên sẽ có hai cái phiếu á, nhớ không, nhớ buổi chú làm buổi tối không, cái này là 5.000, 5.000 tim, 5.000 tim mới được nè đó ha, 5 hay 10.000 gì đó, 10.000 tim phải không, 10.000 tim mới được nè, cái này mới được có 220 tim thôi, trời chơi tôi mà đó. Rồi đây là một chai dầu, hôm nay chúng ta sẽ không có chỉ tiêu về tim gì hết, đây là chai dầu vô vô chúng ta tặng cho các bạn, còn đây là những cái phiếu bốc thăm ngày hôm trước nè chú bỏ ha. Rồi chú Phi đi vô xin cô Thư mấy tờ giấy coi. Cô Thư nãy giờ leo lên leo xuống chắc 80 lần rồi mấy bạn. Cô Thư ngồi trên ghế chú vô cái cô Thư bay xuống, cô Thư bay lên. Rồi bây giờ ngày hôm nay do tặng một cái phần quà nó khá là đặc biệt, cho nên chú sẽ không liệt kê cái mã hàng, mà chú chỉ cái con đó. Các bạn tập cho chú thêm một cái câu chuyện là tập nhìn hình để xem cái độ khác biệt hay độ giống nhau. Chú sẽ để cho cái người trúng gọi là có câu trả lời chính xác đầu tiên hai phiếu, nhưng chú sẽ không gợi ý nha. Câu hỏi ngày hôm nay là mã hàng của con này và giá hiện tại trên top top của chú là bao nhiêu. Mã hàng của con này nha. Đấy. Chú sẽ không nói con này là con nào, để chú lấy cái người đầu tiên có phiếu hai phiếu nha, ai có câu trả lời chính xác thì sẽ có hai phiếu. Con này nha, con này, con này và giá. Rồi mã và giá nha. Đó, các bạn trả lời chính xác là bắt đầu chú làm phiếu nha. Quà tặng ngày hôm nay sẽ là một cái chai vô vô. Nó nhỏ thôi nha, nó nhỏ thôi chứ nó không lớn đâu, nhưng mà nó đẹp nha, chú sẽ gửi tặng cho các bạn. Còn của đẹp đẹp trai thì chú sẽ lên đơn chú làm luôn. 613427 rồi, Onichan lấy là mấy bạn ơi, Onichan lấy hai phiếu nha, chú phải lấy cái này nha. Rồi chú sẽ viết Oni ha, viết bự bự đi, chú viết mà cho nó lem lem đi để hồi mình coi từ phía sau cho nó vui nha. Oni ha, Oni hai phiếu ha, một phiếu Oni ha. Rồi chú viết hồi chú quàm làm phiếu sao. Cường à, Cường chậm nhịp hơn Oni rồi Cường ơi, Cường làm không kịp Oni rồi Cường. Rồi ai nữa vô vô, trời ơi vô vô, ước gì có nhiều đứa có cái tên vô vô cho nó quạo chơi. Còn con nữa thì con không phải trả lời chứ, kiểu như kêu con nữa à. Nè câu hỏi ngày hôm nay, mã của con này và giá. Cháu mới vô chưa biết gì. Rồi con chỉ cần đơn giản là mã của con này và giá. Các câu trả lời đã có phía trên rồi. Chẳng hạn như anh Oni trả lời cũng chính xác nè, anh Cường cũng trả lời chính xác nè, mà ngay cả siêu quậy quận tư cũng trả lời chính xác luôn ha. Nhưng mà cách tốt nhất để các bạn giúp chú là vô cái link này, bấm vô trong đó để coi đó. Chứ hả đi giày không mà tôi buồn cũng chết luôn. Siêu quậy cũng cái từ siêu quậy chữ C này nè mà tôi lộn nè, bữa hổm tôi lộn nè, nếu mà bắt bỏ cái chữ này đi là thành kêu quậy nè, rồi này là siêu quậy nè đó. Rồi ai nữa, Vinh nè, Vinh nè. Xét về mặt chi phí á, thì chú muốn các bạn ở quận tư trúng hơn tại chú Phi không cần phải gửi đi, nhưng mà xét về mặt tổng thể thì chú muốn các bạn ở tỉnh trúng để chi, để xe với nhau chứ quận tư trúng hoài cũng kỳ.
Rồi sao ai muốn chơi nữa? Sư quậy xong. Vũ Hồng Thái có chơi không con? Vũ Hồng Thái có chơi thì comment một cái comment trả lời mã của con này và giá của con này. Các bạn thì trả lời đa phần là đúng hết rồi đó, các bạn tham gia lâu rồi các bạn trả lời đúng hết rồi, các bạn chỉ cần làm theo thôi là được nha. Rồi đâu không có nữa hả? Không ai tham gia nữa hết hả? Rồi Vũ Hồng Thái 676103, 676103 chú giải thích luôn, 676 là dòng hàng thuộc Audi, nó thể hiện nó là platinum 5, còn 677 nó sẽ là platinum 6, còn nếu ra platinum 7 thì chú nghĩ nó sẽ là 677, 678 ha. À, rồi cái mã ở phía sau 103 là con này là con thần hổ cấp 6 platinum 5, nó là full kim loại không nhảy dây nha. Và khi chú gửi cho các bạn để bán á thì chú sẽ tặng theo một bao tay nè 8 dây, nhưng mà thường chú sẽ với con này chú sẽ gửi 10 dây, xong rồi một cặp bát phổ thông và một cái bạc đạn nha. Và con này cũng là cái con để bốc thăm trúng quà thưởng quý đối với những cái đơn hàng này nè, cứ mỗi 100 ngàn nó sẽ có một cái phiếu ha, một cái phiếu bốc bỏ vô cái con bí bự hơn, để cái cuối quý này chú sẽ bắt thăm trúng con này mà con mới nha, chứ không phải con mẫu nha. Rồi rồi chú sẽ ghi tên cho con đây, Hồng Thái đi ha, Thái đi ha, Thái, tại vì mình cũng có một Thái thôi, chừng nào có hai ba Thái thì chúng ta sẽ phân chữ đầu. Rồi tiếp tục nữa là một bạn nữa, bạn là bạn thì kinh rồi. Từ kinh này là khủng khiếp đó các bạn, thì chú ghi là kinh rồi nha, kinh không phải tên cho nên là chú ghi dài đi ha, kinh rồi. Rồi còn ai tham gia nữa không? Nãy giờ có Cường rồi, chỉ có Onichan là bốc lụm nhanh được 2 phiếu ha. Rồi còn ai nữa không? Giờ chú trong vòng 10 tiếng đếm mà chú khóa lại nha, khóa cái vụ tham gia mini này lại. Rồi một, còn ai vô nữa không? 2 3 4 5 6 7 8 Faruno, Faruno nãy giờ không, khoa fan MU2 không có tham gia vô xem thôi. Fan MU gì, MU mấy ngày này đá dở ẹt luôn rồi, con fan gì. Rồi trong lúc chờ đợi các bạn khác tham gia thì chú bắt đầu chú làm phiếu nha, chú sẽ dò như vậy nè để đảm bảo là công bằng. Đó, hồi xưa chú hay gấp gấp lắm, nhưng chú về chú thích dò, mặc dù là nó không có đẹp nhưng mà dò như vậy là công bằng nhất các bạn ha, nó không có xếp xếp xếp, nó khó chịu lắm, khi lắc lên nhiều khi nó dính 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 nhau. Còn này á, là nó trở thành những cái đối tượng tròn 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 như vậy nè, giống như hồi nhỏ mà hay hay nhúng nước xong dò tròn để chơi ống hụt đó các bạn. Cho con chơi thì con chơi thì con phải comment một cái comment là mã của con này và giá của nó, nếu con cảm thấy khó thì con có thể là học hỏi các bạn. Con fan Real Madrid, chúng fan ai các bạn? Chứ xưa giờ chú không có fan đội tuyển nào hết đó. Ngày xưa thì lúc nhỏ thì chú thích Maradona, nhưng mà sau này khi lớn rồi thì chú thấy cái đời tư của ông Maradona này phức tạp quá, giống như những cái cầu thủ Nam Mỹ thường nó sẽ có những cái cầu đời tư phức tạp, mà đời tư phức tạp đó thì chú không có hâm mộ nha. Rồi đâu Khoa, con vô chơi chú chưa thấy comment của con nha. Rồi rồi được nhiêu đây, rồi vô chơi mini game thì phải comment trả lời mã của con này và giá, và các bạn đã trả lời rồi mình chỉ việc học hỏi nữa mà thôi. Bây giờ không không ấy là chú ngừng nha, chú ngừng để chú bắt đầu đó, chú có ở đây 3 phiếu nè, có ai tham gia thì FRV Vinh nè, fan chú Phi, giá của nó Vinh nè đang giúp bạn luôn đó, comment là 676103 giá 427 đó, đó là một cái tin nhắn đúng để tham gia. Còn 3 phiếu nè, giờ đếm tới 10 cho Khoa comment đi các bạn, 1 2 Khoa đánh máy chậm quá, ta đánh máy chậm quá, ghi ghi không ghi là chú khóa lại nha, chú quăng cái chìa khóa xuống á, quăng cái ổ khóa không đủ, phải là 676103 giá nữa.
không, hoặc trên cùng một comment, ức chế trên cuộc bạn lần đầu bạn tham gia, các bạn nên thông cảm. Trên cùng một cái comment, con làm vậy chú bốc thăm trúng con, mấy bạn không cho con trúng á, mấy bạn là phản hồi liền á, các bạn không chịu đâu. Trên cùng một cái comment viết luôn 6 7 6 1 0 3, cách ra 427k. Rồi viết đi Khoa, 1 2 3. Rồi đúng chính xác. Ủa đâu, không phải ông Vinh. Rồi thôi giờ để Khoa tham gia được sao đi các bạn, Khoa đang không hiểu được vấn đề. Okay. Vinh đã nhắc đến độ là ghi rõ ra 6 7 6 1 0 3 4 2 7 k luôn mà Khoa vẫn không làm được. Rồi thôi chúng ta bắt thăm luôn đi để Khoa tham gia đợt sau nha. Qua ngày mai đi ha. Ngày mai sẽ có đợt sau. Rồi hôm nay chúng ta bắt luôn nè. Rồi, giờ lắc lên. Rồi. Đây, ha, mở cái này ra nha. Đó. Chú Phi bắt luôn nha. Chú Thư có khách ở trong rồi. Bắt luôn ha. Rồi. Rồi giống như vậy, chú Phi kêu tên bạn nào thì bạn đó lên tiếng giúp chú để chú hướng dẫn cái cách để nhận quà nha. Tên nè. À, số điện thoại cho chính xác nha, kiểm tra lần cuối trước khi gõ cho chú, kiểm tra lần cuối trước khi gửi. Và địa chỉ 4 cấp nha, tổ ấp, phường xã, số nhà, không, tổ ấp, phường xã, quận huyện, tỉnh thành phố, hoặc là số nhà, tên đường, quận huyện, tỉnh thành phố ha. Ở này của ai? Tôi đoán thử rồi. Chú nhìn là chú chưa đoán được các bạn nè. Nhìn thấy không? Nhìn thấy có cái dấu này xuống nè. Dấu này xuống nè. Đấy. Nè đây nè, đố ai đón đi cho nó vui các bạn. À, nè nó có cái chú cũng đoán rồi. Con hả Cường hả? Không phải đâu con ơi, chú thấy không phải rồi Cường ơi, chắc tại con không chịu ăn hột vịt lộn chết rồi. Con không tiêu quậy Vinh ăn, không phải ăn đâu, cái này không phải ăn đâu. Oni con là chắc. Rồi. Oni rồi. Nè, chữ cuối là chữ Y nè. Oni rồi mấy bạn ơi. Oni rồi. Trời ơi, Oni. Vậy là Oni hôm qua có ăn hột vịt lộn đúng không? Nhà Cường không ăn hột vịt lộn, để cho Oni ăn hột vịt lộn cho nên Oni gin của Cường mất rồi. Rồi. Xong. Honey ha, ok ha. Rồi địa chỉ cũ ha Honey, số điện thoại cũ ha Honey. Địa chỉ thành phố hả con? À khi nào con muốn gửi địa chỉ nào như thế nào thì liên lạc qua ZL với chú ha. À, chú ghi lại cho con rồi nè, nha. Ok ha. Khi nào gửi cái nào thì báo số điện thoại nè, địa chỉ nè ha. Còn tên con thì chú rành quá rồi, số điện thoại chú cũng rành luôn nhưng mà biết đâu có đổi số. Còn địa chỉ thì tùy con chọn nha. Địa chỉ thành phố ha. Rồi để chú tra vô cái rồi chú gửi nha. Rồi bạn đẹp trai ha, chú sẽ làm hai đơn này trong buổi chiều này, buổi trưa ngày hôm nay luôn để gửi luôn cho rồi nha. Vậy là gửi về địa chỉ thành phố cho con ha Oni ha. Rồi bye bye các bạn, chú làm ba đơn cuối cùng đây. Rồi bye bye và hẹn gặp lại các bạn ở các cái đơn sau ha. Thấy đơn có phiên like sao chứ, dạo này lẹ quá. Lẹ quá là sao con, bây giờ cũng tiếng 4 phút mất rồi nha. Hay là các bạn muốn chú làm cái này chú mặc các bạn cho các bạn xem luôn, nhưng mà chú cần ghi cái clip offline để chú up bên IT, với lại chú up bên hôm nay chú không có up mấy clip ngắn ở trên top cho nên nó không có đánh giá kênh của chú ha, cho nên là chú ghi ngắn đi nha để chú up lên nha. Rồi bye bye các bạn, hẹn gặp lại ha.